Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mạch nạp ắc quy, mạch tự động cắt điện, nạp ắc quy gọi là đa năng. Giới thiệu một cái mạch nạp ắc quy kiểu khác. Thực ra thì mình cũng chưa có không có nhiều thời gian, cho nên là cũng chưa thực hiện được cái mạch này. Mình sẽ đưa cái sơ đồ của mình lên cho các bạn xem và các bạn đánh giá và tìm hiểu nguyên lý của nó thì chắc chắn là nó sẽ chạy thôi. Thì các bạn thích nạp theo cái mạch trước của mình, thiết kế theo cái mạch trước của mình thì thiết kế, mà thiết kế theo cái mạch này thì thiết kế. Cái mạch này thì nó thiết kế đầy đủ hơn và có cả bóng đèn led nữa. Đầu tiên thì mình sẽ đưa lên những cái hình ảnh minh họa cho các bạn, những ai mà thật sự chưa quen với cái việc mà lắp ráp linh kiện vào trong sơ đồ thì mình sẽ đưa cái hình ảnh minh họa lên cho các bạn dễ hình dung là lắp nó như thế nào. Thì ở đây cái con đèn chờ 4,7 ohm đó là 1W, nó 1W thì nó hơi to to một chút. Còn cái con điện trở 220 ohm đó thì nó nhỏ xíu. Và cái con diode relay, tức là cái diode ổn áp, thì nó có cái hình thù như vậy. Và đây thì mình lấy cái con H1061 để làm đèn công suất, để làm mẫu cho cái mạch này. Ban đầu sẽ là cái mạch nạp công suất nhỏ để nạp cho cái bình ắc quy khoảng độ 4A thôi. Và nó còn có thêm cả cái ngõ ra để mà nạp cho cái điện thoại di động. Tức là các bạn nắn qua một cái con để chở bằng con diode nữa để mà nạp cho điện thoại di động. Ở đầu ngõ vào thì có lắp một con đèn led. Khi mà các bạn đấu đóng cái khóa K về phía bên 6V thì nó sẽ dùng cho nạp bình ắc quy 6V và điện thoại. Khi các bạn đóng khóa K về phía 12V thì nó sẽ dùng cho nạp bình ắc quy 12V và dòng điện nó sẽ chạy như vậy, chạy qua con điện chờ EZ3 1W 1 ohm để nạp cho cái bình 12V. Và khi các bạn đóng khóa K về 6V thì dòng điện nó sẽ đi qua cái con sò công suất transistor và nó chạy thẳng ra cái chỗ để nạp điện thoại thông qua một con điện trở và một con diode để cho nạp điện thoại, và đi qua một con điện trở 0,5 ohm để nạp cho cái bình 6V. Và cái biến áp ở đây chỉ là cái biến áp 500 cho đến 1A, từ 500mA cho đến 1A là cái mạch nạp công suất nhỏ để nạp cho cái bình 4A và điện thoại các thứ thôi. Giả sử bây giờ các bạn muốn nạp cái mạch nó nạp công suất nó khỏe hơn để nạp cho cái bình lớn hơn thì các bạn sẽ thay vào đấy con D718. Nhân 1, tức là một con D718, hoặc các bạn có thể thay cái con 2N3055 vào đấy. Nó cũng có công suất là tương đương với con D718. Và cái con điện trở tại ngõ vào cũng phải, các bạn cũng phải tăng công suất của nó lên. Con điện trở ngõ ra các bạn cũng sẽ phải tăng công suất của nó lên. Và ở đây cái biến áp thì các bạn sẽ thay vào đấy cái biến áp 3A. Và lúc này thì các bạn sẽ nạp được cái bình gọi là từ 10 cho đến 20 AH.
nếu các bạn thay vào đấy con D718 hoặc là con 2N3055. Bây giờ các bạn muốn nạp một cái bình nó lớn hơn cả 20AH thì các bạn sẽ phải lắp song song hai con D718. Và tính ra D718 thì nó sẽ có dòng dòng con nó khoảng độ 2A, tính theo bình quân và trừ hao hụt thì cứ dòng con nó khoảng độ 2A, thì các bạn cứ thế mà nhân lên 2A đến 4A. Và các bạn sẽ phải thay vào đấy cái biến thế là từ 6A cho đến 8A để mà nạp cho nó đảm bảo. Và lúc này cái dòng nạp nó sẽ đạt được từ 20, để nạp được cho cái bình từ 20 cho đến 50AH, tức là nó nạp được cái bình to hơn. Và nếu các bạn muốn nạp bình to hơn nữa thì các bạn cứ thế mà nhân lên. Mình đưa cái sơ đồ này lên thì các bạn có thể thích thiết kế theo cái sơ đồ này thì thiết kế, mà thiết kế theo cái sơ đồ trước của mình thì thiết kế. Cái mạch nào thì nó cũng tự động cắt điện khi nạp đầy cả. Ở đây nó có thêm một cái bóng đèn LED đấu qua giữa hai đầu con chở 4,7 ohm. Khi mà các bạn nạp cái bình nó giữa hai đầu của bóng LED sẽ có sự chênh lệch điện áp. Tức là khi mà điện áp đi qua 4,7 ohm thì nó sẽ có điện áp thấp hơn ở phía trước con 4,7 ohm làm cho bóng LED sáng. Khi mà cái bình nó đạp no rồi, nó đầy rồi thì cái điện áp chênh lệch giữa hai đầu của con điện chở 4,7 ohm nó trở nên thấp hơn. Và như vậy lúc này bóng LED sẽ từ từ tắt dần. Có nghĩa là khi các bạn nạp đầy bình thì bóng LED sẽ sáng mờ dần và đến tắt hẳn. Nó báo là bình đã no. Còn khi mà cái bình nó chưa đầy thì cái bóng LED nó sẽ sáng hơn, bởi vì nó có cái mức độ chênh lệch điện áp giữa hai đầu con điện chở. Ở đây có thêm một cái con tụ 200 microfarad cộng với một con điện chở R1 và R2 và diode le 13,6V và 6,8V để mà cấp cho cái con transistor công suất H1061. Nếu các bạn nạp công suất nhỏ thì các bạn đóng H1061. Còn nếu các bạn muốn nạp công suất lớn hơn thì các bạn sẽ thay con H1061 bằng những cái con sò lớn hơn, và đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải tăng công suất của các cái con điện chở ngõ vào cũng như là ngõ ra lên cho nó đầy đủ, cho nó đủ công suất. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.